Năm nay anh bao nhiêu tuổi? Cái này cũng hay, chân nam 61 tuổi nha. Từ ngoài miền Trung vào đến đây nha, tại vì chắc là ta không có yên tâm vì cái triệu chứng của mình. Thì bệnh nhân này hay là trước đó là trước khi khởi bệnh nó là hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất thường gì trong người, đúng không anh? Nửa tháng này nha, thì bệnh sử thì nửa tháng đầu tiên là bệnh nhân nói cảm giác là nóng sốt, ớn lạnh trong người, sau đó đau nhức mình mẩy nha. Rồi bệnh nhân đi khám bác sĩ, đi khám bác sĩ tư hay đi vô bệnh viện? Cái đó là coi như đi vô bệnh viện khám, được cho một cái toa thuốc, uống được nửa toa, nửa tuần lễ thì bắt đầu xuất hiện vàng da, cái vàng da tăng dần lên. Lúc vàng da anh còn đau không? Còn đau nhất bên mũi không? Nó cũng lên riêng rồi đấy. Đau ngủ. Vàng da tăng dần. Nha, bệnh nhân đi tiểu thì nước tiểu đỏ, nha, rồi đi tiêu thì nhân khai phân cái màu vàng bình thường. Nha, từ lúc khởi bệnh đến giờ là nửa tháng thì bệnh nhân khai xuất cũng nhiều. Nha, và hỏi bệnh nhân có ngứa hay không thì bệnh nhân khai là có ngứa ở cái vùng cổ chân, chỗ nào anh ngứa, chỗ nào anh chỉ tôi sẽ. Rồi trước đó nửa tháng là hoàn toàn khỏe mạnh, con người có gì lạ không? Không có đau lúc nào. Khám thì bệnh nhân tỉnh táo ha, toàn trạng thì gầy, thể trạng thì gầy, toàn trạng thì cũng tốt. Anh giờ đi xuống cầu thang nổi không? Đi xuống cầu thang. Thể trạng thì trung bình tốt. Toàn trạng trung bình tốt, thể trạng thì là gầy. Da niêm thì vàng sọng. Nha. Không có thấy những vết gãi, bệnh nhân khai có ngứa mà không thấy vết gãi ở cái vùng, những cái vùng ví dụ vùng này. Ngứa không? Vai. Rồi. Hạt ngoại biên thì cũng không có sờ thấy. Lòng bàn tay thì sao? Có son đấy, nè son nè. Nha. Ngón tay thì không có dù trốn. Nhào nhậu dữ không? Nhậu ý không có. Rồi. Anh coi hai cái giò là chứ. Coi hai cái. Bụng thì phẳng ha, di động tốt ha. Rồi thả lỏng. Nha, bây giờ bệnh nhân vàng da anh ta tập trung cái vùng này. Nha. Rồi trước đó thì chúng ta sẽ khám cái vùng bên kia để cứ cảm nhận cái cảm giác bình thường trước. Rồi hãy khám bên đây để xem nó có gì bất thường hay không. Nha, bạn nên nhớ khám này là khám bụng, là ấn bụng sâu ấy, tập trung chủ yếu ở cái phần gan mật. Mà hai dấu hiệu quan trọng nhất là sờ được cái gan có to hay không, và cái túi mật có căng to hay không. Anh thả hít thở sâu đều, thả lỏng cái bụng nè, thả lỏng hít thở đều. Phình cái bụng lên, chèo xuống, phình lên, chèo xuống. Giờ là khá bằng nhiều pháp hai bàn tay để xem, để xem mình có bỏ sót cái gì hay không nha. Nhiều khi túi mật nó đổ phía sau đấy, khám một tay thì không có sờ được, thả lỏng cái bụng. Phình bụng lên, xẹo xuống, phình lên, xẹo xuống. Rồi gan phải thì cũng không to, không có sờ đụng cái bờ gan, túi mật cũng không sờ đụng luôn nha. Chắc bờ gan đây ha, bình thường đúng chưa? Sờ thử gan trái thì xem coi sao. Gan trái thì bạn sờ ngay trên đường giữa nha, đừng có sờ ở hai bên, nhiều khi đụng những cái mũi cơ thắt bụng cũng khó sờ, sờ đường giữa trước. Cũng sờ gan trái thì không cần với hai bàn tay, mà cũng yêu cầu bệnh nhân là thở sâu và đều, thở sâu. Rồi nó tóm lại là có cái hội chứng vàng da, đúng chưa? Nhưng mà vàng da tắc mật thì cũng chưa có rõ, mặc dù bệnh nhân khai là có ngứa không thấy không rõ lắm thì sao hơn bình thường nha. Bệnh nhân này có cái hội chứng nhiễm sư vi trước khi vàng da, biểu hiện bằng cái gì là sốt, ớn lạnh và sau đó đau nhức mình mẩy, nó phù hợp với chứng nhiễm sư vi nha. Thì trước đó thì thấy dạ, uống siêu vi á, và sau đó uống thuốc là vàng luôn. Nha, thì thầy chẩn đoán là cái trên lâm sàng chẩn đoán là gì, là cái vàng da tại gan, có thể do viêm gan cấp, do siêu vi hoặc là do thuốc, tại bệnh nhân có uống thuốc mà. Nha,
thì để khẳng định trường hợp này thì phải làm xét nghiệm về viêm gan, làm xét nghiệm chức năng gan, và bắt buộc phải có cái chẩn đoán hình ảnh để loại trừ cái khả năng là có thắc mật. Chẩn hình ảnh nó là gì, đơn giản nhất là gì, là siêu âm nha. Hai nữa là gì, hai nữa là CT. Thứ ba nữa là gì, thứ ba nữa là cộng hưởng từ đường mật nha. Thì kết quả là bệnh nhân này thì thấy là có bilirubin tăng cũng cao lắm, 25, còn phần 25 á nha, rồi men gan cũng tăng cao 300-400 nha, CRB thì tăng nhẹ thôi, hai mấy thôi, và cả đã có kết quả siêu âm rồi, kết quả CT luôn, thấy đường mật trong gan không có giãn, túi mật cũng coi nhỏ nha. Thì cho đến bây giờ thì với những cái xét nghiệm như thế, còn lâm sàng như thế, thì chẩn đoán là trường hợp viêm gan, xin lỗi, vàng da cho tại gan, cụ thể là viêm gan. Viêm gan do gì thì một trong hai khả năng là do siêu vi hoặc là do thuốc, hai cái đó đều phù hợp hết nha. Thì để khẳng định thì ta làm gì, chờ dài 3 ngày nữa xem coi sao nha. Nếu là viêm gan do siêu vi nguyên nhân do thuốc thì chắc chắn cái vàng da nó sẽ giảm ngay, còn nếu là tắc mật nha thì sao sẽ tăng, cái bilirubin nó sẽ càng ngày nó càng tăng lên. Hả? Rồi có gì thắc mắc không? Có gì thắc mắc không? Thưa thầy, cái này nếu thể mình xét nghiệm viêm gan siêu vi ấy hả? Mình loại trừ nó ra được. Được. Nhưng mà nếu nó âm tính thì cũng không có loại trừ được, có thể là cái viêm gan do thuốc. Viêm gan do thuốc thì bây giờ nó có truy tìm được. Đúng chưa? Cho nên mình có việc điều trị như cái viêm gan đi. Cái điều trị viêm gan không có cái gì đặc biệt cho cái gan nó nghỉ. Nha, cái gan nó nghỉ ngơi. Thứ hai nữa là gì, là chuyển đường ha, thứ hai chuyển đường cho bệnh nhân, cho những người cái gan nó yếu, nó viêm nữa. Thứ ba nữa là gì, thứ ba nữa là hỗ trợ chức năng gan bằng cách là sao, là truyền những cái đạm nào cho bệnh nhân ăn nhẹ thôi, đừng có ăn chế độ ăn nhiều thịt quá nha. Truyền là, sau đó là mình sẽ truyền những cái đạm nào mà nó ít cái phân nhánh nha, đạm không phân nhánh thì nó sẽ đỡ làm cho cái gan nó làm việc nhiều hơn đó. Cho nên là yêu cầu bệnh nhân ăn nhẹ, hạn chế chất thịt, chất đạm, thay vào đó là truyền cái đạm, mà cái đạm đấy là đạm không phân nhánh, ít phân nhánh, thì cái gan nó sẽ làm việc nó nhẹ nhàng đó. Hiểu vấn đề chưa? Cho nên nói chung là điều trị viêm gan đây đơn giản, nghỉ ngơi, ăn nhẹ, thứ hai nữa là truyền dịch, đừng để cho bệnh nhân bị thiếu nước hoặc thừa nước nha. Thì bệnh nhân bị viêm gan thì tình trạng gan nó sẽ suy, mà gan suy thì bệnh nhân sẽ rơi vào cái dễ rơi vào trạng thái rối loạn cân bằng nước và điện giải, rối loạn, nói chung là nội mô nó sẽ bị rối loạn. Chúng ta chỉ chỉnh mà sai chút xíu là nó sẽ ảnh hưởng nặng nề ngay nha. Cho gan nó nghỉ một cách nào, truyền đường, hai nữa là truyền đạm ít phân nhánh, vậy thôi, đơn giản nha. Rồi để theo dõi thêm 3 hôm nữa xem coi sao. Cho đến bây giờ với những cái chẩn đoán cận lâm sàng cũng tương đối hiện đại thì không có bằng chứng của giãn đường mật, đúng chưa? Mặc dù có một tỷ lệ rất nhỏ là gì, là tắc mật, nhưng mà đường mật không giãn. Gặp trong trường hợp nào, trong trường hợp gan bị sơ hoặc là đường mật nó bị sơ thì nó có tắc nhưng nó không giãn ra, khả năng đó là thấp. Nghe nói tóm lại cho đến bây giờ mình sẽ hướng về cái điều trị như là cái viêm gan nhiều, vàng da tại gan nhiều hơn. Nghe rồi, và 3 ngày sau thử lại bilirubin, men gan, nếu đúng là viêm gan thì sao, cả hai đều sẽ giảm hết. Nha, giờ nó tóm lại thì bạn phải nhắc lại với bạn là để chẩn đoán một trường hợp vàng da tắc mật. Nha, thì nhớ là gì? Nhớ thi hai thi nhớ là gì? Có đau, cái kiểu cơn đau quặn mật. Chứ không phải là đau nhức mình mẩy như là bệnh nhân này. Thứ hai nữa là có sốt hoặc là cả hai. Nha, thứ hai đó là gì? Là có gì, có ngứa. Nha, gì nữa? Phân bạc màu. Phân bạc màu. Rồi gì nữa? À, cái tiểu xong mà không phải là tắc mật nha. Nếu bạn nào có muốn học về để nâng cao kiến thức của mình đấy, đi còn bệnh nhân tiểu vào trong cái chai nhựa mà trong á nha, lắc
nha. Nếu vàng da tại gan, vàng da tăng bilirubin thì nước tiểu nó vẫn sậm nhưng mà lắc cái bọt nó vẫn, cái bọt nó không có vàng. Còn nếu vàng da tắc mật thì nước tiểu vàng sậm nhưng mà cái bọt nó sẽ vàng. Y hai nào thử thực nghiệm thử xem, y cầu thứ này nước tiểu và cái chai khoáng lắc. Nha, nếu vàng da tại gan thì bọt màu trắng, nếu vàng da tắc mật thì cái bọt màu vàng. Nha, rồi gì nữa, điều quan trọng nhất là gì, là khi khám bụng thì thấy túi mật căng to, gan to và hoặc túi mật căng to, hoặc là sờ được cái u nào đấy trong bụng, đó là những cái yếu tố, những cái điều kiện để chúng ta có thể kết luận là có, nha, có bằng chứng của vàng da tắc mật trên lâm sàng. Và ngược lại là sao không có những cái dấu hiệu đấy, nha, mà bệnh nhân trước đó là có gì, có bệnh lý là đã biết là có bệnh lý gan mãn, sơ gan, viêm gan mãn. Trước đó là bệnh nhân có hội chứng nhiễm siêu vi, trước đó bệnh nhân có dùng thuốc gì đấy, nha, thì đó là những yếu tố để ta nghĩ nhiều đến vàng da cho bệnh nhân tại gan, đúng chưa? Còn vàng da trước gan thì sao? Hả? Vàng da trước gan những yếu tố nào để chúng ta giúp chúng ta nghĩ là có vàng da trước gan? Cái nguyên nhân thường gặp nhất là có một cái ổ tụ máu nào đấy trong cơ thể, giả sử bệnh nhân bị chấn thương, bị bầm dập, tụ máu trong cơ vân vân, thì có thể có vàng da, đó thường gặp nhất. Đúng chưa? Thứ hai đó là gì? Hả? Đúng rồi, truyền nhiễm nhóm máu. Thứ ba nữa là gì? Là những cái bệnh lý về huyết học. Nha, thì thống kê là cái vàng da trước gan do nguyên nhân chấn thương là nhiều nhất. Tụ máu, có một ổ tụ máu nào đó trong cơ thể và cái máu tụ nó ly giải. Nha, nó làm tăng cái bilirubin là gì? Gián tiếp. Nha. Rồi có gì thắc mắc không?